Hải Sương xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 1 năm 2018, và là buổi phát thanh lần thứ 2429 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây: cựu tù nhân lương tâm Vũ Hùng bị công an bắt; luật sư người Đức của Trịnh Xuân Thanh bị buộc rời khỏi Việt Nam; công an cộng sản Việt Nam sẽ làm rõ vì sao Vũ Nhôm có đến 3 hộ chiếu; tàu tuần tra Mỹ chuyển giao cho Việt Nam có thể được trang bị phi đạn chống chiến hạm; Việt Nam dự định mở đường bay thẳng đến California trong năm 2018; trạm vũ trụ 8,6 tấn của Trung Quốc do bị mất kiểm soát sẽ lao xuống trái đất; Trung Cộng sẽ phóng 10 vệ tinh để tăng cường kiểm soát biển. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Minh Nguyệt và Hướng Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Thế giới tuần qua, tiến sĩ Lê Minh Nguyên sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong những ngày đầu năm 2018. Giữa chương trình là chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Hải Nguyên phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với ông Nghiêm Sĩ Tuấn, với phần cuối chủ đề những hoạt động của Trung tâm Việt ngữ Văn Lang San Jose. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục quân Việt Nam, chi bộ South Carolina, Hoa Kỳ, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2018. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Minh Nguyệt và Hướng Dương trình bày sau đây. Hôm thứ Năm ngày 4 tháng 1, ông Vũ Hùng, một cựu tù nhân lương tâm đã từng bị tù từ năm 2008 đến 2011 vì hoạt động nhân quyền, đã cùng một số bạn bè gặp nhau ở một nhà hàng tại Hà Nội. Đang ăn thì có khoảng 10 người xông vào, ép buộc 8 người đang ăn phải ngừng ăn uống và giải tán. Khi 8 người chia tay, thì ông Vũ Văn Hùng đã bị nhóm người kia gây sự. Sau đó, ông bị công an bắt và vu cho tội gây rối trật tự công cộng và gây thương tích. Nhà báo Lê Anh Hùng, một người hoạt động nhân quyền trong nhóm 8 người đã chứng kiến vụ việc, cho biết ông Vũ Hùng rất có thể đã bị công an gài bẫy. Vì khi rời khỏi nhà hàng, đám người kia, phần chắc là công an giả dạng, đã bám theo và cố tình khiêu khích ông Hùng, để ông phản ứng, hầu có cớ bắt ông. Hôm sau, ngày 5 tháng 1, vợ ông đến trụ sở công an nơi ông Vũ Hùng bị giam để gửi đồ tiếp tế và quần áo ấm cho chồng, nhưng không được công an chấp nhận. 8 giờ tối thứ Năm 4 tháng 1, bà luật sư Petra Sachsenhoff, người đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức, đã đến phi trường Nội Bài, Hà Nội để dự phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh vào thứ Hai 8 tháng 1 tới đây. Nhưng bà đã bị công an phi trường không cho nhập cảnh vào Việt Nam và bị ép buộc phải bay sang Bangkok, Thái Lan ngay buổi tối hôm ấy. Bà Petra Sachsenhoff đã thông báo cho Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và một số cơ quan báo chí về việc bà bị cấm nhập cảnh Việt Nam, mà phía Việt Nam không hề cho biết lý do vì sao. Bà Petra Sachsenhoff cũng lên án Cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền trong tiến trình chuẩn bị cho phiên tòa, chẳng hạn như không cho bị cáo được gặp riêng luật sư, hay thời gian từ lúc đưa ra cáo trạng đến khi xét xử quá ngắn, gây khó khăn cho sự chuẩn bị của các luật sư. Bà cũng cho rằng phiên tòa sắp tới mang tính chất chính trị, vì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết án Trịnh Xuân Thanh có tội trước khi có cáo trạng từ Viện Kiểm sát. Chiều ngày 4 tháng 1, Bộ Công an Việt Nam chính thức thông báo đã tiếp nhận bắt giam ông Phan Văn Anh Vũ để tiến hành điều tra về tội cố ý tiết lộ tài liệu bí mật nhà nước. Báo Dân Trí ra ngày 5 tháng 1 trích lời ông Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nói: trước mắt, bị can Phan Văn Anh Vũ sẽ bị xem xét về việc có tới 3 hộ chiếu như phía Singapore đề cập. Bộ Công an Việt Nam sẽ điều tra vì sao và ai là người đã giúp ông Vũ có được 3 hộ chiếu ấy. Báo Pháp Luật cho biết, ngoài 2 hộ chiếu do Việt Nam cấp, ông Vũ còn có hộ chiếu nước ngoài do đảo quốc Antigua và Barbuda ở phía đông biển Caribe, Trung Mỹ, cấp ngày 1 tháng 9 năm 2017. Tức hơn 3 tháng trước khi ông bị Việt Nam ra lệnh truy nã. Bộ Nội vụ Singapore cũng cho biết ông Vũ từng ra vào Singapore bằng 2 hộ chiếu Việt Nam khác nhau, trong đó có một hộ chiếu không đúng nhận dạng. Báo Online Việt Times ngày 5 tháng 1 loan tin, ngày 15 tháng 12 vừa qua, tàu tuần tra USCG Mercantile do Mỹ chuyển giao cho Việt Nam đã rời Hawaii và cập cảng Vũng Tàu,
tàu này sẽ được giao cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam sử dụng và có thể sẽ được trang bị hệ thống phi đạn chống chiến hạm và hệ thống radar dẫn đường. Tàu này từng là tàu tuần tra cao cấp nhất của cảnh sát biển Hoa Kỳ, có nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực trên biển khi tham chiến trong chiến tranh Việt Nam. Tàu dài 115,2 mét, cao 6,1 mét, nặng hơn 3.000 tấn. Thủy thủ đoàn có thể lên tới 162 người, kể cả 19 sĩ quan. Tàu trang bị một máy bay trực thăng giám sát với bãi đậu ngay trên boong. Các sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát biển Mỹ đã và sẽ hướng dẫn các sĩ quan Việt Nam trong nhiều tháng để sử dụng và điều khiển các thiết bị tối tân của tàu. Cho đến nay, đây là tàu tuần tra lớn nhất của Việt Nam trên Biển Đông, giúp tăng cường phạm vi và khả năng thực thi pháp luật của cảnh sát biển Việt Nam. Hãng hàng không Việt Nam Airlines sẽ mở đường bay thẳng đến Mỹ trong năm 2018, khởi đầu với đường bay đến San Francisco hoặc Los Angeles thuộc tiểu bang California. Dự tính này nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới hàng không đến các thị trường quan trọng bao gồm Úc Đại Lợi, Trung Cộng, Châu Âu và Hoa Kỳ. Ngoài ra, từ nay đến năm 2020, Việt Nam Airlines dự tính sẽ mở hàng chục chuyến bay mới đến Trung Cộng. Việt Nam hy vọng với kế hoạch mở rộng mạng lưới hàng không, Việt Nam sẽ đón từ 17 đến 20 triệu du khách trong vòng 2 năm. Một trạm vũ trụ của Trung Quốc nặng hơn 8,6 tấn, mà từ 2 năm nay nước này đã không còn kiểm soát được nữa, đang trên đường rơi xuống trái đất. Các nhà khoa học đang lo lắng theo dõi đường đi của trạm vũ trụ và đã dự kiến nó sẽ rời khỏi quỹ đạo và sẽ lao xuống trái đất vào khoảng tháng 3 năm nay, nhưng chưa thể tính toán để biết nó sẽ lao xuống nơi nào trên trái đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã khoanh vùng nơi nó sẽ lao xuống là một dải đất rộng, bao gồm nhiều nơi có người ở, trong khoảng giữa Bắc vĩ tuyến 43 độ và Nam vĩ tuyến 43. Vào tháng 12 năm 2017, Tân Hoa Xã của Trung Cộng đưa tin Học viện Viễn Thám Tam Á trên đảo Hải Nam dự định từ năm 2019 đến năm 2021 sẽ phóng 10 vệ tinh để chụp được các hình ảnh suốt ngày đêm liên quan đến vùng biển đang có tranh chấp. Kế hoạch này cũng sẽ giúp Trung Cộng tìm kiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng, cũng như phản ứng nhanh với bất kỳ hoạt động nào của tàu bè qua lại trên Biển Đông, đồng thời trợ giúp thông tin cho quân đội. Kính thưa quý khán giả, liên tục chương trình là chuyên mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Ông là chủ tịch đảng Tân Đại Việt và đã từng giữ nhiệm vụ trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Vâng, hãy sẵn xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Thế giới đón mừng năm 2018 với nhiều biến chuyển, như Việt Nam và Bắc Hàn thông báo nối lại đàm phán vào ngày 9 tháng 1 tới đây. Một dấu hiệu hòa hoãn mới sau 2 năm im lặng, ít nhất là trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông tại Nam Hàn. Ông nghĩ sao về chuyện này ? Nó có nguy cơ làm suy yếu chiến lược cô lập chế độ Bình Nhưỡng của Hoa Kỳ hay không, thưa ông Nguyên? Trước hết tôi kính chúc quý vị và anh Hải Sơn cùng những thành viên của Đài Đáp Đời Sông Núi một tân niên thật là vui tươi, khỏe mạnh, thành đạt và một Việt Nam sớm có dân chủ, một cuộc cách mạng dân chủ sớm xảy ra và thành công ở đất nước chúng ta. Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, tình trạng của Nam Hàn và Bắc Hàn thì cái vấn đề mà Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 2018 ở Pyeongchang là một cơ hội để cho Nam Hàn và Bắc Hàn đồng ý với nhau để mà nói chuyện sau 2 năm đứt đoạn ở tại bàn môn điếm. Tổng thống Nam Hàn ông Moon Jae-in thì luôn luôn là muốn có một chính sách hòa giải và muốn nói chuyện với Bắc Hàn, bởi vì không có muốn chiến tranh xảy ra, Nam Hàn sẽ bị thiệt hại đầu tiên và nặng nề. Trong cái vấn đề nói chuyện này thì chúng ta thấy là bên phía Bắc Hàn họ có một cái chiến lược để gây chia rẽ đồng minh của Hoa Kỳ và tạo một cái sự giảm căng thẳng ở trong vùng đó, mà điều đó nó làm cho bên phía Nga cũng như Trung Quốc dễ ủng hộ Bắc Hàn hơn. Và Bắc Hàn ở cái thế là đối thoại, ở cái thế mạnh, và làm cho Mỹ bị việt vị, bởi vì Nam Hàn cần nói chuyện với Bắc Hàn và không muốn tập trận chung với Mỹ, muốn ngưng lâu dài, nhưng bên phía Mỹ thì chỉ muốn ngưng một thời gian và muốn tiếp tục áp lực, nhưng mà bên phía Mỹ thì về phương diện quân sự thì gần như là không có một cái chọn lựa tốt, gần như là bất lực.
Ở trong vấn đề này thì Trung Quốc là ở thế thượng phong, và dùng cái vấn đề Bắc Hàn để có thể mặc cả với Mỹ nhiều hơn trên những lĩnh vực khác như thương mại hay là Biển Đông, và thưa anh. Vâng, trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Pakistan, ông Ashraf nói rằng Hoa Kỳ đang hành xử với Pakistan như một người bạn luôn phản phúc sau khi Hoa Kỳ đình chỉ viện trợ và Tổng thống Trump cáo buộc Pakistan dối trá lừa lọc suốt nhiều năm qua như chơi trò hai mặt bằng cách hỗ trợ những kẻ chủ chiến Taliban và mạng lưới Haqqani gây hỗn loạn ở Afghanistan. Ông có nhận xét gì về sự kiện này ạ? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, Mỹ vừa đình chỉ các hỗ trợ an ninh khoảng 900 triệu đô la cho Pakistan. Và ông Tổng thống Trump đã gửi tweet trên Twitter nói rằng là Mỹ đã ngờ ngợt đã cấp khoảng 15 tỷ đô la trong 15 năm qua cho Pakistan để đổi lấy được cái sự dối trá lừa gạt, và Pakistan coi Mỹ như là kẻ ngốc. Nhưng mà cái điều này vô hình chung nó sẽ đẩy Pakistan vào cái vòng lá tay Trung Quốc, bởi vì trong thời gian qua Trung Quốc đã giúp đỡ Pakistan nhiều về vấn đề ngoại giao và tài chính. Pakistan là một quốc gia lớn, đông dân với 205 triệu dân, nhưng mà ra là quốc gia nghèo bởi vì tổng sản lượng chỉ có khoảng tầm chừng 279 tỷ đô la. Nhưng mà nó là quốc gia rộng lớn với 796 ngàn cây số vuông, tức là khoảng bằng gấp đôi kinh đất nước Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng là ở Pakistan thì luôn luôn là chống đối với Ấn Độ, do đó một cái cơ quan nổi tiếng của Pakistan là cơ quan liên tình báo liên quân, tức là Inter-Service Intelligence, ISI, là một cái cơ quan rất là quyền lực của Pakistan. Cơ quan này nó có ý là nuôi những cái tổ chức khủng bố ở Pakistan để mà chống lại Ấn Độ. Có thể nói rằng là những cái sự cãi vã vừa qua đưa tới là ông Trump thì ông tố cáo có cơ sở chứ không phải không, nhưng mà không khéo léo, và do đó vô hình chung là có thể mất đồng minh, một đồng minh nguyên tử đẩy vào vòng tay Trung Quốc. Dạ thưa anh. Vâng, quay sang Việt Nam, hôm thứ Năm 4 tháng 1 tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có mặt để chỉ đạo hội nghị, yêu cầu Ủy ban Trung ương nào là xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, nào là khuyến khích người dân phản ảnh, tố giác cũng như tích cực đấu tranh phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vân vân. Ông nhận định như thế nào về lời kêu gọi này của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thưa ông Nguyên? Thưa Nãi Sơn và thưa quý vị, đây là hội nghị lần thứ 6, khóa 8 của Mặt trận Tổ quốc mà ông Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng là một thành viên Bộ Chính trị nói rằng để thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và ông Trọng cho rằng Mặt trận Tổ quốc bây giờ chỉ có tính cách hành chính, và ông kêu gọi là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, có nghĩa là tất cả phải chung vào cái rọ của Mặt trận Tổ quốc là tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản. Nhưng mà cái hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa nó đang trầm trọng, mà Vũ Nhôm cũng là một cái hiện tượng của tình trạng này, bởi vì sau lưng là Bộ Công an và ông Trần Đại Quang đã bị tự diễn biến, bởi vì Vũ Nhôm là thượng tá của Bộ Công an. Trịnh Xuân Thanh cũng là một cái hiện tượng tự diễn biến, mà sau lưng là Nguyễn Tấn Dũng và những cái cán bộ mà không muốn trung kiên với đảng. Ông Trọng hiện giờ đang tập trung quyền lực vào trong tay hơn cả Lê Dũng, hơn cả Đỗ Mười. Nhưng mà trong khi đó thì đảng lại rã rời, chất keo Mác Lê thì mục rửa. Ông Trọng muốn là một chất keo khác để mà hàn gắn, nhưng mà rất khó. Chắc kêu ông muốn làm là dân tộc chủ nghĩa, nhưng có thể đụng tới Trung Quốc, bởi vì dân tộc chủ nghĩa tức là chống Trung Quốc. Do đó hiện giờ chúng ta thấy ông Trọng thì mạnh nhưng mà đảng thì yếu, và những đảng viên thì tranh chấp ở chấp bu không hàn gắn được. Trước đây không dám đụng tới cái thành của đảng để lại bể đảng, nhưng mà bây giờ thì họ muốn phá vách.
hai yếu tố nòng cốt để mà có cuộc cách mạng dân chủ là lòng dân muốn thoát ra và đầu não cộng sản bệ rạc, và hai yếu tố này đều có. Do đó mà chúng ta thấy là dân chúng đã đến lúc phải sẵn sàng. Vấn đề còn lại là khi nào cái cuộc cách mạng dân chủ sẽ xảy ra, dạ thưa anh. Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong những ngày đầu năm mới. Nhân đây cũng xin chúc ông nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ quý thính giả nghe đài. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, phát về Việt Nam mỗi ngày từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Chi phí mỗi buổi phát thanh do đồng hương khắp nơi đóng góp, yểm trợ tài chính được giảm trừ thuế lợi tức. Quý vị muốn ủng hộ xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882, San Jose, California 95161, hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.songnui.com. Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên điều hợp. Vâng, xin nhận lời cho anh Hải Nguyên. Cảm ơn anh Hải Sơn. Thưa quý thính giả, trong chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần này, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi phần cuối cuộc thảo luận của chúng tôi với ông Nghiêm Sĩ Tuấn, Trung tâm trưởng Trung tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose, một địa điểm giảng dạy tiếng Việt cho các trẻ em gốc Việt cư ngụ trong suốt 35 năm qua. Trung tâm do Tổ chức Phục hưng Việt Nam thành lập năm 1982 với mục tiêu bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam trong bối cảnh nền văn hóa dân tộc đang bị chế độ Cộng sản Việt Nam hủy hoại tại quê nhà. Ông Tuấn tham dự cuộc thảo luận này từ San Jose, miền Bắc của tiểu bang California, Hoa Kỳ. Vâng, xin kính chào ông Tuấn và cảm ơn ông đã trở lại chương trình Những Vấn Đề Của Chúng Ta để tiếp tục thảo luận về hoạt động của Trung tâm Việt Ngữ Văn Lang. Thưa ông, trong các buổi thảo luận trước, ông đã trình bày về diễn tiến, hình thành và các chương trình giảng dạy hoạt động của Trung tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose. Trong buổi thảo luận cuối cùng này, chúng tôi xin được hỏi ý kiến của ông về cái gọi là đề xuất tiếng Việt mới của ông tiến sĩ Bùi Hiền. Một cách tổng quát, ông nhận định như thế nào về sự kiện này thưa ông? Thưa ông Hải Nguyên, trong mấy tháng qua đã có khá nhiều bài viết và nói chuyện của những nhà chuyên môn về ngôn ngữ, cũng như dân chúng khắp nơi đã phá đề nghị này của ông Bùi Hiền. Đề nghị của ông Bùi Hiền là ông thấy cần gộp nhiều chữ phụ âm lại làm một để làm đơn giản cách viết tiếng Việt. Ông Bùi Hiền chỉ nói về cái lợi của đề nghị của ông và cố tình phớt qua những cái bất tiện, ngay cả những sai lầm. Hệ thống chữ mới này sẽ tạo ra nhiều phiền phức vì nó có tính phản tự nhiên đối với những ai đã biết đọc tiếng Việt. Cái hại khác của hệ thống mới này là một chữ viết có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Con trai hay chai nước, cả hai cùng phát âm là chai, cùng viết giống nhau, thì nhìn chữ viết làm sao biết phải hiểu theo nghĩa nào? Như vậy thì theo ông, tiếng Việt có ưu điểm gì và khuyết điểm gì thưa ông? Thưa ông Hải Nguyên, đương nhiên là khi nói về tiếng mẹ đẻ của mình thì không thể có gì là khuyết điểm được. Tiếng nói đầu tiên chúng ta nghe khi mới chào đời, tiếng nói của tình thương vô bờ của mẹ ta thì không có gì hay hơn, êm dịu hơn được. Khi tôi nghe người Việt hay bất cứ người ngoại quốc nào nói tiếng Việt, thì tôi nghĩ đó là cái ngôn ngữ đẹp nhất, dễ yêu nhất. Về nói về học tiếng Việt, thì cũng qua kinh nghiệm dạy học tại Trung tâm Việt Ngữ Văn Lang, mà chúng tôi nhận thấy là học đọc tiếng Việt khá dễ, vì tiếng Việt là viết sao đọc vậy. Các luật phát âm của tiếng Việt rất đơn giản, với những quy định rõ ràng. Tôi nghĩ phần khó nhất cho người ngoại quốc học tiếng Việt là khi họ phải đọc các nguyên âm có dấu sắc, hỏi, huyền hay là ngã nặng, nhưng mà sau một thời gian ngắn thì họ cũng tập phát âm đúng được. Thật sự với bộ chữ quốc ngữ hiện tại, tiếng Việt rất dễ học đối với những người dùng chữ Latin,
vì các phụ âm tiếng Việt có cùng giá trị âm thanh giống như những ngôn ngữ Latin khác. Thí dụ như là chữ C, chữ K thì có cùng âm cờ, chữ X thì có âm sờ, chữ N có âm N, T thì có âm tờ giống như các ngôn ngữ khác. Với những ưu điểm và khuyết điểm mà ông vừa trình bày, vậy thì ông có nghĩ là cần phải sửa đổi tiếng Việt hay không thưa ông? Thưa quý vị, nếu nói về người Việt học tiếng Việt thì chả có gì là khuyết điểm để mà sửa. Có thể một số dân tộc như người Tàu, họ không nói được chữ quốc ngữ của ta, theo cách phiên âm Latin của họ thì mới thấy cần sửa thôi. Theo chúng tôi thì, nếu các em nhỏ của những gia đình người Việt tị nạn Cộng sản sinh ra ở Mỹ, ngay cả người ngoại quốc khắp năm châu có thể đọc và viết tiếng Việt, thì người Việt cũng có thể nói và viết đúng chính tả. Dân chúng các miền có giọng nói khác nhau, giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam, nhưng chữ Việt thì ai cũng có thể học để viết cho đúng. Còn nói về chuyện tiết kiệm tiền, quý vị đã biết là trong những năm gần đây, gần như tất cả các tin tức, các tài liệu chuyên môn, thơ văn, truyện giải trí đều được đăng trên các tài liệu điện tử, phổ biến trên mạng. Nên khi ông Bùi Hiền nói về việc tiết kiệm giấy thì tôi nghĩ nó không cần phải là ưu tiên hàng đầu trong thời đại này của các chuyên gia nghiên cứu của nước nhà. Bộ chữ quốc ngữ của ta đã được dùng tại Việt Nam hơn 100 năm nay. Bây giờ đổi cách viết thì các thế hệ sau này làm sao mà đọc được những sách vở, báo chí, tài liệu cũ, các kiến thức lịch sử, văn hóa của người Việt? Có phải vì thế mà sẽ bị mai một, bị thụt lùi không? Hay đây là một thủ đoạn của những thế lực muốn làm phai nhạt tiếng Việt để từ từ hán hóa dân Việt Nam? Chúng tôi thiết nghĩ công trình nghiên cứu này của ông Bùi Hiền khá thú vị. Đọc cho vui, nhưng nói về cách áp dụng thực tiễn thì tôi thấy không cần thiết. Quý vị thử nghĩ, Việt Nam sẽ phải chi phí bao nhiêu tiền để dạy tiếng Việt lại cho hơn 92 triệu dân trong nước? Tất cả các hồ sơ, tài liệu, báo chí, ngay cả bản tin đường cũng phải in lại theo cách mới. Thật là một sự tiêu xài hoang phí. Chúng tôi thấy như hiện nay, ở Việt Nam vẫn còn nhiều vùng thôn quê quá nghèo, không có trường học. Rất nhiều gia đình nghèo không có tiền cho con đi học, ngay cả ở bậc tiểu học. Tôi nghĩ là nhà nước Cộng sản Việt Nam nên dùng tài nguyên và nhân lực để mở mang trường học, để đạt được mức 100% giáo dục cộng đồng như các nước lân bang của Việt Nam đang làm, để nâng cao dân trí. Tôi nghĩ chuyện đó có lợi cho đất nước hơn nhiều so với việc cả nước đi học cách viết tiếng Việt theo kiểu mới của ông Bùi Hiền này. Vâng, câu hỏi cuối cùng chúng tôi xin được hỏi riêng về cá nhân ông. Vì lý do gì mà ông đã hy sinh bao nhiêu công sức và thì giờ, cũng như hạnh phúc gia đình để kiên trì giảng dạy, cũng như tham gia công tác điều hành Trung tâm Việt ngữ Văn Lang trong hơn 30 năm qua thưa ông Tuấn? Thưa ông Hải Nguyên, cá nhân tôi chỉ mới tham gia Văn Lang hơn 15 năm nay. Trung tâm Việt ngữ Văn Lang hiện còn những thầy còn làm việc thường trực liên tục hơn 30 năm qua, từ thời các anh chị trong đoàn thanh niên thiện nguyện thành lập trường đến nay. Trường cũng còn hàng chục thầy cô thiện nguyện đã đến từ 20-25 năm nay trước tôi nhiều. Khi tôi làm việc với các thầy cô này, tôi mới thấy sức mạnh của những người có lý tưởng bảo tồn tiếng Việt tại hải ngoại qua công tác dạy tiếng Việt cho các em nhỏ, lý tưởng kêu gọi tự do dân chủ cho đồng bào Việt Nam qua những sinh hoạt với cộng đồng địa phương. Anh em chúng tôi có cùng lý tưởng đó nên nương tựa nhau để qua những lúc khó khăn. Trung tâm Việt ngữ Văn Lang San Jose là một thành phần của tổ chức Phụ huynh Việt Nam, nên chúng tôi cùng phụng sự đường hướng của tổ chức là kiên trì đấu tranh trên mặt trận văn hóa. Thưa quý vị, chúng tôi đã kiên trì 35 năm qua, và tôi chắc là Văn Lang sẽ tiếp tục kiên trì 35 năm nữa, cho đến ngày Việt Nam đạt được dân chủ tự do thực sự. Rất cảm ơn ông Nghiêm Sĩ Tuấn đã dành cho đài có 3 kỳ hội luận. Xin hẹn ông vào những hội luận khác của đài. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc kháng chiến đánh đuổi quân Minh vào thế kỷ 15, có một vị tướng đã đầu quân dưới trướng Phùng Quang Đế của nhà Hậu Trần để chống giặc Minh xâm lược. Nhưng do lòng người ly tán, quân binh ít ỏi, lương thực thiếu thốn nên cuối cùng bị thảm bại. Ông đã để lại bài thơ cảm hoài, nói lên hoài bão thiết tha cứu nước của mình. Qua chương mục danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Danh tướng Đặng Dung của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thế sự du du nại lão hạ, vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
thời lai đồ điếu thành công dị, phận khứ anh hùng ẩm hận đa, trí chủ hữu hoài phù địa trục, tẩy binh vô lộ phản thiên hạ, quốc thù vị báo đầu tiên bạch, kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma. Tạm dịch: việc lớn chưa xong tuổi đã già, đất trời thu gọn việc ngân nga, gặp thời bần tiện thành công dễ, lỡ bước anh hùng dạ xót xa, giúp chúa những mong xoay trục đất, rửa dòng không lối kéo ngân hà, bạch đầu thù nước còn chưa trả, mấy độ mài gươm bóng nguyệt tà. Đó là bài thơ nổi tiếng mang tên Cảm Hoài của võ tướng Đặng Dung. Bài thơ này đã thể hiện ý chí sắt đá của một anh hùng bất phùng thời. Đặng Dung ra đời tại xã Tả Hạ, huyện Thiên Lộc, trấn Nghệ An, nay thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là con của quốc công Đặng Tất và là tướng tài của Trần Quý Quách. Dưới triều nhà Hồ, Đặng Dung đã giúp cha cai quản vùng Thuận Hóa khi giặc Minh tiến sang xâm chiếm nước Việt. Nhà Hồ sụp đổ, Đặng Dung cùng cha tham gia các cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi, tức Giản Định Đế. Năm 1409, sau trận chiến ở Bô Cô thuộc tỉnh Nam Định ngày nay, Giản Định Đế nghe lời gièm pha của hoạn quan Nguyễn Quỷ, cho rằng Đặng Tất chuyên quyền nên đã giết Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân. Đặng Dung tức giận rời bỏ Giản Định Đế cùng Nguyễn Cảnh Dị, con của Nguyễn Cảnh Chân, rước Trần Quý Quách từ Thanh Hóa về đất Chi La thuộc Hà Tĩnh, tôn làm vua tức Trùng Quang Đế và lập căn cứ địa tại vùng đất Nghệ An. Tháng 7 năm 1409, Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị tiếp tục chỉ huy quân tiến ra Bắc chiếm lấy vùng Hạ Hồng, Chí Linh, đẩy quân Minh vào thế bị động ở nhiều nơi. Vua Minh phải sai tướng Trương Phụ đem 10 vạn quân sang cứu viện. Đặng Dung trận đánh quân của Trương Phụ ở cửa Hàm Tử, nhưng vì địch quân quá đông nên thua trận, ông phải rút vào vùng Nghệ An cố thủ. Đến giữa năm 1410, Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị tiến quân ra đánh Hạ Hồng, Bình Thang, phá tan quân của Giang Hạo. Đến giữa năm 1410, Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị tiến quân ra đánh Hạ Hồng, Bình Thang, phá tan quân của Giang Hạo. Nhưng vì lực lượng vẫn còn thế yếu nên phải rút về giữ vùng đất Thanh Hóa, Nghệ An. Tháng 4 năm 1414, ông đem quân ra Vân Đồn, Hải Đông, trận đốt đoàn thuyền vận lương của quân Minh rồi lại rút về Nghệ An. Tháng 12 năm 1413, Nghĩa quân tiến đánh quân Minh ở Hải Tử, Quảng Trị. Mặc dù lực lượng hai bên chênh lệch, nhưng quân của ông vẫn anh dũng chiến đấu và bất ngờ tập kích bộ chỉ huy của quân Minh vào lúc nửa đêm. Ông lên thuyền chỉ huy của quân Minh, nhưng bắt hụt tướng giặc là Trương Phụ. Trong trận này, Nghĩa quân đốt phá nhiều thuyền bè, vũ khí của quân Minh. Đầu năm 1414, Đặng Dung, Trần Quý Quách, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Xúy đều bị quân giặc mai phục và bắt giữ ở Sa Bộ Cán. Tháng 4 năm 1414, vua Minh ra lệnh áp giải bốn tướng lãnh này về Yên Kinh, Trung Hoa. Trên đường di chuyển, Đặng Dung và Trần Quý Quách đã nhảy xuống sông tự tử. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên có ghi chép: đang khi đôi bên quân Nam và quân Bắc cầm cự nhau, thì Đặng Dung bí mật dùng bộ binh và bộ tượng binh mai phục. Vào nửa đêm thì bất ngờ đánh úp vào doanh trại của Trương Phụ. Đặng Dung nhảy lên thuyền chỉ huy bắt sống Trương Phụ, nhưng vì không biết mặt Trương Phụ nên Trương Phụ nhảy xuống thuyền nhỏ chạy thoát. Quân Minh bị tan vỡ đến quá nửa, thuyền bè khí giới bị đốt phá gần hết. Cụ Trần Trọng Kim thì cũng viết: từ khi thua trận ấy rồi, Trần Quý Quách thấy yếu quá, không thể chống với quân giặc được nữa, phải vào ẩn nấp ở trong rừng núi. Chẳng được bao lâu, Trần Quý Quách, Nguyễn Cảnh Dị, Đặng Dung, Nguyễn Xúy đều bị bắt và bị giải về Yên Kinh. Cha con ông Đặng Dung đều hết lòng giúp nước phò vua, tuy không thành công nhưng tấm lòng trung liệt của nhà họ Đặng đã đủ làm cho người đời sau kính phục và đã lập đền thờ Đặng Dung ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Không phải ngẫu nhiên mà Đức Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo hai câu thơ: thế nước có lúc thịnh lúc suy, nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có. Võ tướng Đặng Dung là một trong những anh hùng hào kiệt đó, nhưng ông không có được may mắn như những tướng lãnh sinh cùng thời với ông là Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, đã đầu quân dưới trướng Bình Định Vương Lê Lợi và đã đạt được chí nguyện giải cứu Sơn Hà xã tắc, dựng lại ngọn cờ tự chủ cho dân tộc. Thế nhưng các trận chiến của Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị đã khiến cho quân Minh không thể bình định dễ dàng đất nước Đại Việt.
tạo cơ hội cho các lực kháng chiến khác trỗi dậy ở khắp nơi, trong đó có nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi. Điều đáng nói nhất là dù biết rõ thế lực đơn đạt của mình, Đặng Dung vẫn một lòng quyết chí theo đuổi công cuộc đấu tranh được thể hiện qua bài thơ Cảm Hoài Bi Thương nhưng hào hùng nói trên. Chính vì thế, dù có số phận bi thảm là cha bị giết và cá nhân ông thì rơi vào tay giặc, nhưng Đặng Dung vẫn xứng đáng được xếp vào danh sách các võ tướng oai hùng của dân tộc Việt. Nhưng đặc biệt nhất là trong hoàn cảnh đen tối hiện nay, đất nước đang cần nhiều người dù tóc đã bạc nhưng vẫn mài kiếm dưới trăng, trong hoài bão giải cứu dân tộc trước hiểm họa làm nô lệ cho bọn Đại Hán. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, sinh năm 1981, thuộc Công đoàn Độc Lập, bị bắt ngày 23 tháng 2 năm 2010 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.